Mình chắc chắn là MVU của mình sẽ rất thích chiếc bể mới này. Và các bạn hãy cùng xem mình setup một chiếc bể luốc mượn hồn bằng cát nhá. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với hướng trải nghiệm. Chắc hẳn ở video trước thì các bạn cũng biết là mình đã sử dụng rêu để giữ ẩm cho cái bể này. Tuy nhiên thì nó có một mùi hôi khá là khó chịu. Vậy nên hôm nay mình đã quyết định đi mua cát để có thể thay vào chiếc bể này. Thời điểm này ở ngoài đường thì không khí Tết cũng đã tràn ngập rồi. Loại cát mà mình sử dụng thì sẽ sử dụng cát thủy sinh. Vậy nên là mình sẽ tìm đến cái cửa hàng thủy sinh ở gần nhà mình để có thể mua cát nhá. Ở đây thì cũng có quá nhiều bể thủy sinh đẹp luôn các bạn ạ. Và ở cái thời điểm này thì có rất nhiều người đi mua cá để về chơi Tết. Kể ra mà có một cái bể thủy sinh như thế này mà để về chơi Tết thì cũng tuyệt vời đấy chứ nhỉ. Thôi thì mình vẫn phải tập trung vào cái việc chính của mình là đi mua cát các bạn ạ. Đây chính là cái loại cát mà mình sẽ sử dụng. Mua cát xong thì mình sẽ quay một lượt các loại cá ở trong cửa hàng cho các bạn xem nhá. Đây là cá cánh buồm này, có rất là nhiều màu luôn các bạn ạ. Từ hồng, cam đến vàng. Và cái giá của nó cũng rất là rẻ thôi các bạn ạ. Chỉ có 15.000 một đôi thôi. Bạn nào ở thành phố Bắc Giang thì có thể qua Nguyễn Du Aqua nhá. Mình thấy giá cả ở đây thì cũng rất là hợp lý. Còn về phía bên này thì như là chuột đột biến các bạn ạ. Cá chuột đột biến ấy. Ôi, nhìn nó rất là lạ và đẹp mắt luôn. Nhìn cái cặp mắt ruby này rất là đẹp luôn. Còn phía bên này thì mấy em ba đuôi này nhìn rất là cute luôn. Nhưng mà giá thì cũng hơi chát một chút. Em màu đỏ này hình như là có giá 350.000 này. Nhưng mà phải công nhận là nhìn các em nó nhìn cũng cute thật đấy chứ nhỉ. Bạn nào mà thích chơi cá theo đàn thì có thể chơi thủy tiên này nhá. Rất nhẹ nhàng và đẹp luôn. Quanh đi quần lại thì mình vẫn là bồ kết cái bể này nhất. Tuy nhiên thì bây giờ phải về thôi. Đi cả buổi mua được đúng 10 cân cát về. Ở chỗ bạn nào mà không có cát trắng thì cũng có thể sử dụng cái cát thủy sinh này được nhá. Mình thấy cũng dùng cũng ok lắm. Theo cá nhân mình thì sử dụng rêu này cũng được thôi. Tuy nhiên thì khi mà nó vệ sinh ra ấy, thì nó sẽ bám vào cái rêu này thì nó cũng gây ra một cái mùi rất là khó chịu. Tuy nhiên thì nó cũng không hẳn là do rêu đâu. Mà nó do phần là do cái lũa này của mình ấy. Nó ngâm vào nước nên là nó cũng có mùi. Còn giờ thì hãy theo dõi mình setup lại chiếc bể này nhá. Và mình sẽ để thêm một bác lão lông ở dưới chân núi để nhìn cho sinh động hơn nhá.